Hiện nay, nhiều hộ nuôi tôm siêu thâm canh trên địa bàn huyện Cái Nước đang áp dụng quy trình tuần hoàn cách thay nước, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất và bảo vệ môi trường trong nuôi tôm. Anh Huỳnh Thái Nguyên, ấp Cái Hàng, xã Tân Hưng Đông, áp dụng thành công quy trình nuôi tôm siêu thâm canh tuần hoàn ít thay nước. Với diện tích hơn 6.000 m2 đất sản xuất, anh bố trí ao dèo theo hình thức ao nổi. Ao nuôi tôm được xây dựng liền kề có diện tích 2.000 m2 và diện tích còn lại là hệ thống ao lắng tuần hoàn. Nguồn nước phục vụ cho tôm nuôi được xử lý duy nhất một lần để loại bỏ vi sinh, mầm bệnh và cấp vào ao đầm nuôi tôm. Nuôi cái vi sinh là vi sinh bản địa, vi sinh tại địa phương, tại khu vực cái đầm tôm của mình đang làm. Mình có cái một cái cách để mình kích cái vi sinh đó nó lên, mình kích nó lên rồi mình nuôi nó luôn, chứ mình không có đánh vi sinh ngoại lai ở phía bên ngoài vào. Cái vi sinh đó là mình kích lên là một lần đầu thôi, rồi bắt đầu là nó sẽ sống ngoài, mình sục khí rồi mình cho trong ao mình giữ một lại một ít khí độc để làm cái dinh dưỡng cho cái vi sinh vật với lại là cái gông gieo thì nó sẽ tự nó cân bằng. Với quy trình nuôi tôm tuần hoàn ít thay nước, không chỉ tiết kiệm được chi phí sản xuất mà còn giúp tôm nuôi phát triển nhanh và rút ngắn thời gian thu hoạch. Chỉ sau 90 ngày chăm sóc, mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh của hộ anh Huỳnh Thái Nguyên thu hoạch đạt trọng lượng 20 con một ký và năng suất 50 tấn một hecta một vụ. Anh Trần Văn Phận ở ấp Bào Bèo, xã Lương Thế Trân. Năm 2023, anh chuyển sang quy trình nuôi tôm tuần hoàn ít thay nước. Với diện tích 1 hecta, trung bình mỗi vụ, anh tiết kiệm được hơn 100 triệu đồng tiền hóa chất xử lý nguồn nước. Thì em thấy là tuần hoàn nước này là thứ nhất là mình nuôi là con tôm mình nó ổn định hơn cái vụ mà hồi trước truyền thống là bơm cái nước mới vô, nhưng khi bơm nước mới vô nó bị này bị kia, còn cái nước tuần hoàn mà nó đã sạch rồi là bơm vô con tôm mình nó ổn định hơn cái mình lấy cái nguồn nước mới nó vô. Nó thấy con tôm nó ổn định hơn là nuôi cái độ thành công của nó cao hơn cái mình lấy cái nước mới. Mô hình nuôi tuần hoàn nước này thấy là nó rất là hiệu quả. Chi phí đầu vào nó cũng giảm nhiều. Rồi thêm một cái nữa thì cái hạn chế được cái tình trạng ô nhiễm môi trường. Thì trong thời gian tới á, thì góc độ địa phương xã sẽ tuyên truyền cho các hộ nuôi để thực hiện cái mô hình nuôi tuần hoàn này để cho đảm bảo về cái môi trường và hạn chế được cái chi phí đầu vào cho bà con. Trước tác động biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan và giá tôm nguyên liệu trên thị trường bấp bênh không ổn định, việc ứng dụng quy trình nuôi tôm tuần hoàn ít thay nước được xem là một trong những giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất và bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững mô hình nuôi tôm siêu thâm canh.